Xin chào tất cả mọi người. Kế bên Thảo đang là cây tùng Đài Loan có mã số là mình xem qua cây DL35. Cây này có kích thước như sau, cái chiều cao của nó là khoảng 90, gần tới 90 cm. Tàn ngang của cây là 1m4. Với dáng là có một cành bay ở phía bên tay phải. Cành này là có thể đưa vô trong hồ cá coi rất là đẹp, hoặc là mình có thể chơi chậu, hoặc có thể là lên tiểu cảnh cũng đẹp, lên chậu oval xong rồi ở phía dưới mình có thể xếp một ít đá tiểu cảnh là sẽ rất là phù hợp ha.